Hi, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền Trong video này thì mình sẽ thông báo cho bạn một cái tin vui Khi mà các bạn làm một cái kèo Airbrush trước mình có chia sẻ cho các bạn ấy Đó là cái kèo ở cái ví là Tobomi ha Thì cái này mình up vào ngày 12 của tháng 4, bây giờ của ngày 20 tháng 4, như vậy là 8 ngày rồi Và cái chương trình này thì nó vẫn còn diễn ra ha Bây giờ các bạn nhận, à, mỗi ví thì vẫn còn nhận được là 35 đồng tức trị giá là 25 đô ha cái chương trình này thì nó sắp sắp sửa kết thúc rồi đấy tại vì kết thúc sẽ trước khi mà lên sàn. Lên sàn thì vào ngày 21 ha. Như vậy thì hôm nay chúng ta nếu mà đăng ký thì vẫn còn nhận được này. À, có thông báo rõ ràng và cụ thể từ sàn MSC đây. Các bạn có thể nhìn ha. Chúng ta có thể vào trong Twitter và các bạn sẽ chết ha, thấy là sẽ được check, sẽ được là list ở trên sàn và cái thời gian giao dịch là vào ngày 21 tháng 4 8 giờ UTC mình đợi thôi xem lên sàn cái giá của nó là bao nhiêu tổng cung của cái đồng túp này á nó là 200 triệu con ha và ở trong cái video này thì mình có hướng dẫn cho các bạn cái cách tải cái ứng dụng của cái ví Tobomi về và đăng ký và làm Arab là trong cái video này mình đã có hướng dẫn hết rồi nếu các bạn chưa làm cái kèo ở ví Tobomi này đấy thì chúng ta sẽ nhanh nhanh bấm vào để làm ha mình xem lại cái video này thì video này mình sẽ để phần mô tả các bạn bấm vào và xem cái phần hướng dẫn này ha để mình làm nhanh những cái kèo này thì khi mà đã lên sàn rồi chắc chắn đây không phải là một cái kèo scam rồi tại vì sàn đã chấp nhận list cái đồng tup này rồi thì nó không phải là kèo scam ha quan trọng là các bạn kiếm được nhiều đồng tup hay là ít đồng tup và cái giá trị của đồng tup khi lên sàn nó là bao nhiêu đây rất là rõ ràng ha nó có thông tin cụ thể và chúng ta thấy là sàn FC đã đăng thông báo thế này rồi thì không phải là kèo scam rồi ha Video này thì mình chỉ nhằm mục đích là thông báo nếu các bạn đang làm cái kèo ở cái ví Tobomi ấy là chúng ta kiếm đồng tức được bao nhiêu rồi thì mình trữ ở đó và chờ lên sàn và xem cái thông tin là họ sẽ cho mình rút bao nhiêu đồng tức đi nha. Tại vì không phải là ai cũng có thể rút được hết 100% cái đồng tức đâu mà sẽ có một cái điều kiện gì đó. Nên là chúng ta chờ xem coi cái điều kiện của họ để mà rút được trong cái ví Airprop này. Thì mình nghĩ là cái chương trình Airprop này nó cũng không có lớn đâu tại vì mỗi ví như vậy thì trị giá cũng không có nhiều á và không phải ai cũng kiếm được nhiều đồng tích nữa cái này cũng có giới hạn của nó ok video này thì mình thông tin nhắn đến các bạn ha nếu mà ai chưa làm ở cái kèo uh, tobomi này thì các bạn nhanh vào làm nhé và đừng quên ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh để mà theo dõi những cái video mới nhất của mình ra nhé xin chào và hẹn gặp lại